Rồi cái với chú con, mình là Linh đây. Ôi, hôm nay em sẽ đến một con vũ khí mà mình thấy nó lỗi, cực kỳ lỗi trong cái bản cập nhật này. Đây là theo cảm nhận của mình thôi. Dragon. Ủa, nhưng mà trước hết thì anh em có thể thấy là kiểu trong bản này thì admin có vẻ là muốn gây bất ngờ cho game thủ thì vậy. Cái như là cập nhật rất chi là bí mật và bí cực kỳ. Cái là không hé lộ thông tin nào đâu. Chỉ khi anh em kiểu như anh em xong bản cập nhật rồi thì mới phát hiện ra là nó có sự thay đổi. Ôi, không chết kìa. Ok. Ôi, mình kéo vừa. Ok, mình sẽ chỉ cho em cái điểm lỗi. Nói chung là nó sẽ mạnh hơn trước cái bản cũ của nó rất là nhiều, nhưng mà em nhìn nhá. Đó, cái khả năng cận chiến của nó cực kỳ là xa, nó phải xa ngang với AK VIP hay là M4 3D các kiểu ấy. Nhưng mà trong khi đây là một khẩu lục mà tầm của nó rất là ngắn. Em nhìn khẩu súng nó ngắn vãi luôn mà cận chiến cực kỳ là xa. Không biết là có ý gì nhưng mà thực sự nó làm khẩu súng nó kinh khủng quá. Ôi. Nhưng mà nó hơi bị lỗi một chút là cái skill của nó nhìn nó sao nhìn nó xí đạp ấy. Ở cái bản gốc của bên Trung Quốc nhìn nó đẹp lắm. Chứ mà chắc vài bản tới thì anh em sẽ được nhìn thấy cái bản gốc của nó nhìn đẹp lắm. Chà. Ôi, không chết kìa. Chà. Ui, giòm tuyệt chủng luôn kìa. Ôi đời, thằng nó chết, cứ bảo anh. Nó gõ cực kỳ là nhanh luôn. Ôi. Cái này thì nó sẽ tăng khả năng tốc độ thay đạn là một này, nhanh hơn nhiều, xong rồi rút súng ra cũng nhanh này, cận chiến này khỏi phải bàn. Đặc biệt nhất thì là cái gì mà có khả năng xem súng nhưng không FVIP. Chưa được con véo này. Hello. Con này đọc bắn đi hay quá. Yeah, bắn đi hay lắm bạn ơi. Mà không chứ nó bắn đi hay thật. Nói chung mình phải né được không chơi với nó. Mày. Ôi mình tưởng mình gõ chết nó rồi chứ. Sao cái phòng này toàn thằng bunny ghê gớm vậy. Này thì ghê gớm đấy. Đồ to bị ăn từ đầu to ăn cận chiến rồi. Mình thấy là gần bên đây hẳn deadshot cơ mà. Ghê đấy. Phòng này có vẻ ghê gớm anh em ạ. Đấy phải cẩn thận này. Ôi anh em xem cho mình cảm nhận. Cái này thì anh em dễ kiếm thôi. Bởi vì là các kho đều có cả, kho vàng thì anh em không có vĩnh viễn thì có thể quay ngày xong rồi test thôi. Ui ôi. Ôi. Nó ngay người mình nhìn thấy nó là mình máy quá mình nhìn thấy cái này. Ok. Phòng này có phải đánh hay anh em ạ, nhưng mà thế này nó kích thích cơ. Rồi. Cận chiến rất là ngon, cận chiến vừa xa vừa mạnh nữa. Mình cảm giác như mà nó cận chiến phải ngang đét cho hờ mất. Ui. Thế rồi nhá. Với thể xịt. Từ, phải dụ nó qua đây vậy. Nó rơi à? Mày. Ui. Phải mình quay đúng một vòng không biết nó đang ở đâu kìa. Chạy đâu. Mày chạy đâu. Ui. Thôi xong. Bị thông chết rồi ạ. Rồi các bạn nghe quá anh em, thôi mình chuồn. Ôi sao kiếm mãi được cái phòng đền cổ này. Nó là chơi mắt này cho nó sáng anh em ạ. Dạ. Mình không sợ đâu nhưng mà các bạn đánh ghê quá là mình hơi ghê. Ôi dồi ôi, sao để nó gõ thế. Ai thằng kia nó kìa, sao nó đứng không đứng chỗ đấy là mình có thằng đầu thằng top rồi. Ôi đồng. Hai mình không biết mấy sao không biết. Trời ơi 4 kill. Đấy và này khởi sắc rồi anh em. Vừa vào cái được heo nhiều sao như thế này. Thằng nào đỡ. Tất cả quỳ xuống. Ê, mày đấy. Mày vừa lúc phát hiện ra thì mình cứ bắn kỳ trùng nó. Ok, xem cho mình cảm nhận về vũ khí này. Ở bản thì nó mình rất là trông chờ trong cái bản cập nhật tới thì nó được hoàn thiện cái nước sơn, nó nhìn cho nó đẹp. Cho nó đẹp hơn một chút. Cứ được như bên khương là mình thấy hợp lý rồi. Nó lấp lánh các kiểu. Đây là cái lỗi nhìn nó hơi kiểu nhìn nó xì đa ấy, nhưng mà thôi, mạnh thì vẫn là mạnh rồi nhé. Nhìn đã nhờ. Trời chết rồi, bị phát hiện rồi. Chết rồi. Cái nick này mình mới đổi tên mà anh em đã phát hiện ra rồi. Rồi sẽ tập trung nha. Những lúc mà phát hiện như thế này anh em phải đánh thật cẩn thận. Sợ là bị thông đít ấy. Ok. À nó nhanh thế. Đã thấy thằng AK này rồi. Ui chết rồi, mình nhả súng.
Cái này thì anh em đi săn cực kỳ là ngon vì nó cơ động, mà cái độ cơ động của nó cao cực kỳ luôn. Ui rồi. Mày không chích kìa. Ôi thằng nào bắn chip mà nào. Bình tĩnh em ơi. Đồng quá. Ôi nó nháy rồi. Ôi đâu ấy. Mình thấy nó nháy quá là bối. Giúp của góc bối thủ tăng máu. Quá đen cho bạn. Nói chung mắt mình như kiểu mắt cú mèo ấy. Cứ thấy nháy cái là mắt sáng lên ngay. Các em cứ cẩn thận. Ui. Thằng này cứ mau đưa nó thủ dâm trên này rồi. Khó rồi. À mình nó top rồi này. Thôi thủ của mình chắc không lên nổi đấy đâu. Nó bắn khỏe lắm, không mau đấy. Ê, nó nhìn nữa. Thật đấy, tinh thế. Ok. Mày đấy, ủa mày thế. Thằng kia nó kiểu nó sợ ấy. Nên là Tất cả nhiều mình một thằng. Đồ dòng đấy, à đây. Mày. Chết rồi kìa. Đầu to đấy. Mình có chết đầu to anh em ạ. Tại nó nháy chứ, mình có cố ý đâu, tự nhiên nó nháy xong nó lao vào mình, chẳng hết lại không ăn. Cả mày luôn. Ui kìa nó chạy kìa. Ui trời, vẫn kịp. Đẹp. Không kịp rồi. Tiếc thế. Cần chiến xung quanh ạ. Mình không biết có nó cận chiến nó có mạnh được như Dead Trailer không. Nó vừa xa xong rồi cơ động kiểu nó nhẹ mà em đi săn cận chiến nó dễ lắm. Cận chiến chứ bao dễ hơn khi mà cầm khẩu DEGO này. Ui dồi, lại nắm sao thôi. Ôi. Khiếp, nhìn dòm nó xếp đúng một chỗ luôn. Ôi cái khẩu súng này thì được cái là anh em dễ sở hữu mà nó mạnh nữa, thế là nhiều em không phải lo là không có vũ khí mà chơi. Vì quay vớ vẩn thì trong kho vàng cũng đầy mà. Bây giờ mình mệt quá, nó đưa quẩy khỏi này nó hơi nhiệt tình. Ôi anh em xem nhớ like nhé, nhớ like và chia sẻ clip giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và nhớ đăng ký kênh nhé, giúp mình được 200.000 sub gần được không có gì nữa. Ui top rồi. À mình có, à thằng to, thằng đầu to về đấy là thằng top 2 rồi. Thằng là thế không thể điểm lên. Ôi, có khi mình cứ đứng đây cho chắc là không cho chúng nó lên đâu. Chúng nó lên khó chịu lắm. Mình ngó do mình không lên được ấy. Ấy ở dưới hết. Ôi rồi. Suýt em chết rồi. May nó cần chưa cào với thành mình. Thôi rồi đi săn đi. Khổ này bạn đi săn anh em. Bạn đã được. Khổ này đúng là không có đối thủ luôn. Giờ thì Pithongon tuổi gì? Pithongon tuổi gì? Thật đấy, bây giờ Pithongon không có tuổi để đối với Dragon rồi. Không biết sau này có kiểu là nâng cấp Python có cận chiến không, nhưng mà tạm thời Dragon bây giờ nó khỏe hơn rồi. Mày chạy đâu? Ôi thằng nó bắn mày ấy. Mày này, cái thằng nào mình tự nhiên mình đang nhảy xuống là nó chặn mất. Hóa là tại thằng này. Ôi thằng nó đã bom chết cả zom kìa. Ui dồi không được rồi. Đông quá. Ok. Cô này cẩn thận đi, mình kiểu hàm hồ quá, toàn hàm hồ cận chiến thế sao được. Chết xả lắm. Chết rồi. Ui. Thật đồ to hết em rồi. Quỳ xuống. À lại có em rồi. Ôi, hai con nó đuổi, nó chặn hết cái đường đấy mới không đi được. Mày cào xong rồi, mày cào anh xem mày chạy đâu hả? Một thằng. Ôi trời. Đồng quá, ham con đồ to thế, giờ mình rất là máu còn chiến đồ to luôn. Rồi. Thằng này chưa thủ dâm đây luôn. Mày thủ dâm ghét phải này. Súng thì mạnh đi. Mày vẫn to nhưng mà đánh hổ báo quá. Cái map này ở chỗ này thôi.
nói chung nó thủ dâm trong này thì mình không biết bunny mà. Cái ra đến như đèn cổ mình bunny được thì ngon. Nhưng nó không biết bunny được thì cũng quỳ luôn. Úi dồi lại 5 sao, thôi. Nghỉ. Ai về nhà đấy đi. Giờ ra đấy chỉ là hiến mạng cho nó, chứ chỉ cần động mà chỉ cần đứng cửa chuồng nó bắn nó banh xác rồi. Làm sao mà vào nhỉ? Hầu, bằng một cách nào đó chúng ta có thể vào. Bá thật. Sao lại cô bé ngu ngơ và anh Linh ạ? Cô bé ngu ngơ có chơi à? Làm gì ấy, cô bé ngu ngơ ít chơi cái map này lắm. Không có đâu. Ai lại thỉnh giòm. Đây, phải xử mấy thằng này trước này anh em. Ê, mày chạy đi, bây giờ mày chạy đi. Ghét mấy thằng thủ ở trong này vãi. Mày nghĩ cái gì? Trời ơi, bắn không mất máu luôn ạ. Thế mà lát ra lao ra cận chiến rồi. Ui, đồng thế. Kìa. Ây, nó chạy á. Mày đấy. Ui, hai gõ là nhảy luôn. Mày đấy. Hai gõ là nhảy em ạ, có khỏe. Úi xôi, tiếp tục. Từng đứa một bước ra đấy. Rời cận chiến, cẩn thận. Ui, suýt là chết. Ôi thằng kia, sao nó lao để cho nó giết kìa. nó là rình mình ở dưới con vếu ấy, con vếu đấy. Ôi chuồn, ai chơi à? Chạy đây. Mình mất huyết thanh rồi. Ui. À, nó đứng thủ mình ở dưới.